4 bài học dành cho bác sĩ thú y khởi nghiệp nếu không muốn thất bại. Chào các bạn, tôi là Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ thú y, nhà đào tạo kỹ thuật truyền cảm hứng kinh doanh và con người. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 4 bài học dành cho bác sĩ thú y khởi nghiệp kinh doanh nếu không muốn thất bại. Điều số 1. Khi bạn bước vào kinh doanh, bạn không được bán chịu. Tiền mặt là vua. Bạn nhớ cho tôi một điều rằng đòi nợ khó hơn là bán chịu gấp trăm ngàn lần. Các bạn nhớ cho tôi một điều rằng ở bên ngân hàng, khi người ta cho bạn vay tiền thì người ta sẽ giữ tài sản của bạn, phải có giấy tờ ký cam kết, người ta gọi là có tài sản tín chấp hoặc có tài sản thế chấp. Nhưng mà khi mà bạn kinh doanh mà bạn bán chịu ấy thì bạn chỉ có một thứ thôi, nó là niềm tin. Tức là tài sản thế chấp của bạn đó là niềm tin. Thế thì niềm tin có thể lúc này nó tốt, lúc kia nó không tốt. Và bạn nhớ cho tôi một điều rằng tôi cũng là một trong những người cho người khác nợ rất nhiều tiền và tôi không đòi được tiền. Khi tôi đến đòi tiền, người ta chỉ nói với tôi một câu đơn giản như thế này thôi. Lúc nào tao làm ăn được, tao có tiền thì tao trả mày. Hôm nay chưa có tiền đâu. Vợ tao đi vắng, chồng tao đi công tác, cầm khóa két rồi không trả được tiền. Vâng thưa các bạn, và nó có hàng nghìn lý do để người ta sẽ không trả tiền bạn. Và cách đơn giản nhất để mà không phải đi đòi nợ thì bạn đừng có bán chịu. Tại vì trong kinh doanh dòng tiền nó rất quan trọng. Bạn phải có tiền để bạn kinh doanh, bạn phải có vốn để bạn lưu chuyển hàng hóa, nhập hàng và bán ra. Thế nên là điều số 1 trong khởi nghiệp kinh doanh của bác sĩ Duy là không bán chịu. Người ta đến mua hàng của bạn không phải vì người ta đến người ta được mua chịu người ta sẽ mua. Người ta đến mua hàng của bạn do trình độ của bạn tốt, do bạn là bác sĩ thú y, do bạn là những người có thể mang giải pháp giá trị, sản phẩm dịch vụ cho người ta thì người ta đến người ta sẽ mua của bạn. Điều số 2 các bạn nên nhớ cho tôi rằng chúng ta được đào tạo để trở thành chuyên gia, trở thành bác sĩ thú y nên là ta không có kiến thức gì về kinh doanh, về tài chính cả. Thế nên các bạn bắt buộc phải đọc những cuốn sách liên quan đến tài chính hoặc là kinh doanh. Hoặc quan trọng nhất, việc đơn giản nhất là các bạn hãy tham gia những cái khóa học tuyệt vời. Ví dụ đây, Eagle Game, một trong những khóa học tuyệt vời để có thể làm cho ta có kinh nghiệm ở trong kinh doanh và kinh nghiệm ở trong quản trị tài chính. Các bạn nhớ tôi, điều số 2 đấy chính là bạn phải học kinh doanh và học quản trị tài chính. Ok. Điều số 3 quan trọng hơn, tức là bạn phải tìm được cho mình một đối tác có thể mang lại cho bạn phát triển cửa hàng và con người của bạn, sản phẩm dịch vụ của người ta tốt. Tại vì bạn nhớ cho tôi một điều rằng khi bạn bán hàng cho người khác thì bạn chính là người mua hàng của một người khác. Thế nên là bạn phải mua được một cái sản phẩm, một cái dịch vụ của một cái công ty uy tín chất lượng mang về cho bạn thì bạn là người tiêu dùng thông thái, và bạn đem cái tiêu dùng thông thái đó của mình bán cho người khác thì đấy chính là cái công thức là bạn phải tìm được một đối tác tin cậy, uy tín và chất lượng cao. Tôi ví dụ trong một trường hợp như thế này. Ở trên mạng có rất nhiều người mời Xuân Trịnh tôi mua hàng quay đầu. Tôi không mua. Tại vì sao? Tại vì hàng quay đầu, kinh doanh nó phải trung thực. Hàng quay đầu, hàng nhảy chạy, hàng ăn cắp, nó đã vi phạm hai tiêu chuẩn. Một tiêu chuẩn nó là đạo đức. Đạo đức tức là ông tiếp tay cho cái ác, ông tiếp tay cho thằng ăn trộm và ông tiêu thụ cái hàng ăn trộm nó không tốt rồi. Cái thứ hai là pháp luật. Khi mà bạn tiêu thụ hàng ăn cắp thì chế tài của Việt Nam là bạn đi tù như chơi, và tất cả những người nào đang bán hàng quay đầu, các bạn yên tâm một điều, các bạn sẽ nhận được cái hậu quả thích đáng cho cái việc tiếp tay cho cái ác của mình. Điều số 3 các bạn nhớ cho tôi, đó chính là tìm cho mình một đối tác, người ta cung cấp cho bạn một cái sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng để bạn mang cái sản phẩm này bạn lại bán cho tất cả những người khách hàng của mình. Và bạn nhớ là bạn là người bán hàng, bạn là người kinh doanh nhưng bạn cũng là người mua hàng. Thế nên là mình hãy chọn những sản phẩm dịch vụ tốt nhất để mình bán cho khách hàng. Các bạn nhớ cho tôi, đừng có bán những cái hàng thương mại quá, đừng có bán những cái hàng các công ty mà người ta đã rút ruột nó đi rồi, chỉ còn trên khía cạnh là kinh doanh thôi thì nó sẽ không thể mang lại thành công và uy tín cho bạn. Và điều số 4, bài học số 4 quan trọng nhất là bạn muốn có sức ảnh hưởng, bạn muốn lan tỏa tất cả những cái giá trị tuyệt vời của bạn
cho những người khách hàng thân yêu của mình, thì cái việc đầu tiên các bạn phải kết nối với người ta. Và các bạn nhớ cho tôi, khi các bạn kết nối bằng phương thức là dùng người, gặp người, coaching 1-1, coaching 1-2, coaching như hội thảo, nó là một trong những cái phương pháp để kết nối mọi người. Nhưng là tôi muốn nói với các bạn một điều là khi các bạn học được Internet, các bạn học được Internet làm đòn bẩy cho công việc kinh doanh của mình. Bạn nhớ cho tôi, Internet không phải là rào cản, nó là đòn bẩy để cho công việc kinh doanh của bạn kết nối với mọi người dễ hơn. Tôi ví dụ như thế này, khi mà tôi có một cái cửa hàng ở một vùng chẳng hạn, tôi chỉ cần sử dụng công nghệ Internet làm đòn bẩy, ví dụ như fanpage, tôi làm một vài cái video, một vài cái quảng cáo, tôi sẽ phát trực tiếp đến tất cả những khách hàng ở quanh khu cửa hàng của tôi, thì mọi người nhận được cái thông tin của tôi, nhận được giá trị của tôi và người ta sẽ đến kết nối với tôi. Tôi xin tổng kết lại 4 điều như sau. Điều số 1, đó chính là kinh doanh tiền mặt làm vua không bán chịu. Điều số 2, học một khóa học về quản trị kinh doanh và quản trị tài chính. Điều số 3, tức là tìm được một đối tác uy tín chất lượng có thể mang lại cho bạn giải pháp giá trị tốt nhất để bạn mang tới khách hàng của mình. Và điều số 4 chính là học Internet Marketing, nó làm đòn bẩy cho công việc kinh doanh của bạn tiến như vũ bão và bạn khác biệt tất cả mọi người ngoài kia. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video clip của Xuân Trịnh. Các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube của tôi để không bỏ qua video ngày hôm sau. Các bạn nhấn hình quả chuông, hình quả chuông để khi video của tôi gửi lên, bạn là người đầu tiên xem và sở hữu những cái video tuyệt vời này của nhà đào tạo Xuân Trịnh. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.